Mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu tiểu sử bà Trương Mỹ Lan. Trương Mỹ Lan, tên gọi khác Trương Muội, bà sinh ngày 13 tháng 10 năm 1956 tại thành phố Hồ Chí Minh, là một nữ doanh nhân kiêm tỷ phú người Việt gốc Hoa. Bà là người sáng lập và hiện là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Gia tộc của bà là một trong những gia tộc giàu có nhất Việt Nam. Về đời tư, giữa năm 2014, bà Trương Mỹ Lan cùng 9 thành viên khác trong gia đình là Trương Lập Hưng, Trương Mễ, Trương Huệ Nhi, Trương Chí Trung, Ngô Thanh Nhã, Trương Lập Tân, Trương Huệ Vân, Trương Lập Phát và Lâm Thị Hòa đồng loạt xin thôi quốc tịch Việt Nam. Sau đó bà và thành viên gia đình này đã rút hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam và đã được trả lại vào tháng 6 năm 2015. Bà có chồng, ông Eric Chu Napki, một doanh nhân trong lĩnh vực bất động sản tại Hồng Kông. Con gái, Chu Duyệt Hằng hay còn gọi là Elizabeth Chu Yus Han, sinh năm 1994, Chu Duyệt Phấn, Mary Chu Yus Phan, sinh năm 1995, tổng giám đốc của phần công ty cổ phần bảo trợ tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Chu Duyệt Phấn năm 2016 là chủ tịch ZS Hospitality Group. Cháu, ông Trương Lập Hưng, sinh năm 1986 và bà Trương Huệ Vân, sinh năm 1988. Trương Huệ Vân là con ông Trương Chí Trung, người Hoa, cổ đông lớn của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Lâm Thị Hòa, người Việt. Trương Huệ Vân đã kết hôn với ca sĩ Thanh Bùi vào năm 2013. Về sự nghiệp, năm 1992, bà Trương Mỹ Lan thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn Vạn Thịnh Phát hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Sau đó, Vạn Thịnh Phát mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Năm 2007, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tên viết tắt là VTP Group Holding, với vốn điều lệ 6.000 tỷ đồng được thành lập. Tại VTP Group Holding, bà Lan sở hữu 80% cổ phần, tương đương lượng vốn góp trị giá 4.800 tỷ đồng, liên quan đến vụ bê bối. Một là cáo buộc hối lộ Phạm Quý Ngọ, có mặt tại phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng đầu năm 2014, với tư cách là một nhân chứng. Dương Chí Dũng khai đã nhận của bà Lan 20 tỷ đồng, 1 triệu đô la Mỹ để chuyển cho Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an liên quan đến việc đưa hối lộ để lót tay cho việc chuyển đổi công năng mục đích sử dụng khu đất cảng Nhà Rồng Khánh Hội, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, sau khi cảng Sài Gòn di rời. Hai là có tên trong hồ sơ Panama. Theo dữ liệu công bố trong hồ sơ Panama vào tháng 5 năm 2016 từ Hiệp hội các nhà báo điều tra quốc tế ICIG, cả hai thể nhân Chu Napki Eric và Trương Mỹ Lan đều là người thụ hưởng, beneficiary của Zurezer ID Concept Group Limited, công ty có địa chỉ đăng ký tại thiên đường thuế British Virgin Island và có liên quan tới Manti Check Limited.3 là cáo buộc gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu. Ngày 8 tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan bị bắt với cáo buộc gian dối trong phát hành và mua bán trái phiếu, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng, xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can, Trương Huệ Vân, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor, Nguyễn Phương Hồng, trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Hồ Bửu Phương, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bốn là chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của ngân hàng SCB, Vạn Thịnh Phát vay lên đến hơn 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB, sau đó chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất.